hiện điều đó bằng cách chúng con ngoan hơn, vâng lời hơn, chúng con sống tốt hơn mỗi ngày và tâm hồn chúng con luôn trong trắng để mọi người luôn yêu thương và chúc lành cho chúng con và mọi người luôn quý mến chúng con. Những ý tưởng đó giờ đây một lần nữa xin cảm ơn quý cha chính, quý cha, cảm ơn ông chánh, ban thường vụ giáo xứ, cảm ơn quý thầy, quý sơ, cảm ơn anh Linh, giáo lý viên đã tổ chức cho đến ngày hôm nay được mọi sự thành công tốt đẹp và vui vẻ như thế này. Thay lời cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố đêm văn nghệ mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 được bắt đầu. Và giờ đây đại diện cho giáo xứ, ông chánh Phêrô Nguyễn Đình Đức sẽ có đôi lời lên phát biểu trong cái ngày quốc tế thiếu nhi này. Xin kính mời ông. Quý thầy, quý các bậc phụ huynh và toàn thể anh chị em giáo lý viên, cho con được lời chào trân trọng nhất với các em thiếu nhi. Vâng, nhân dịp ngày Tết thiếu nhi thì ông cũng không biết lấy gì hơn chỉ chúc các cháu một mùa hè vui, niềm vui trong Chúa, mà một mùa hè an lành. Xin chúc các cháu một mùa nghỉ hè sống đạo. Xin cảm ơn. Rồi, chúng ta cùng cảm ơn cha phó và ông chánh và một tràng vỗ tay thật lớn thế nào. Rồi, bây giờ ngồi từ nãy giờ đã thấy oai oái chưa? Rồi, oái đúng không? Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi nhá. Rồi, tất cả hướng tao. Rồi, các em thiếu nhi còn nhớ trò chơi hóa đá không? Các em thiếu nhi. Dạ. Rồi, đã dừng lại rồi nào. Mà không đứng im nào, chúng ta đi xa vào cái hàng và chúng ta chơi cùng các em. Chúng ta không đứng im. Các anh chị giáo lý viên nào, chúng ta sẽ là những người thiên khởi để với các em lên. Chúng ta không đứng im. Bất cứ ai đang chuyển động hòn đá không biết cười đâu nhá. Bạn nào mà cười là bắt lên luôn, ngứa không được gái nhá. Đấy, phải đứng im. Anh chị giáo lý viên xem là bạn nào mà đang còn đông đây là bắt lên như này nè, để lát nữa là phạt. Rồi, có ai không ạ? Các bạn thiên nhi là năm nay là có kinh nghiệm rồi nên là đứng im hết, hòn đá hết, chưa có ai. Giờ xin mời nhà tiếp tục. Hey. Nhạc đã dừng, vâng. Một xe chỉ ra một tấm dưới kia.
40 triệu là rồi, đã bắt được 4 bạn rồi, 2 bạn nữ và 2 bạn nam. Rồi 5 bạn, 6 bạn, vâng, rất là nhiều. Nhiều bạn đã không chịu được rồi, trời lóc mồ hôi ra. Anh ơi, nhưng anh người là khó chịu, không chịu được rồi. Nên đây, bạn đây nữa. Rồi, xin mời bạn đây lên. Không chịu được rồi. Rồi, rồi còn ai đâu ạ? À? Rồi, hết rồi đúng không ạ? Rồi, xin mời anh Thiếu tiếp tục. Vị trí nữa chúng ta xả. Ý, nghỉ. Được rồi, trò chơi kết thúc, chúng ta nghỉ nào. Rồi, thoải mái chưa? Đã thấy thoải mái hơn là lúc chơi chưa? Vậy thích làm người là thích làm đá. Làm đá. Thích làm người là thích làm đá. Đá. Rồi, đúng rồi, thích làm người đúng không? Chúng ta được vui chơi, chúng ta được thoải mái đúng không? Rồi, bây giờ là tất cả bạn thiếu nhi chúng ta xếp thành hàng thắng lại như ban đầu cho anh nào. Rồi, tất cả về đó. Đi người mẫu. À, một bạn là đi người mẫu. Rồi, bạn khác lại có ý kiến cái hình thức phạt nào khác không? À, rồi, một bạn nữ đi.
Rồi theo em thì đi thẳng các bạn nói chuyện là như thế nào? Thẳng co co. Đi bằng con ếch. À đi bằng con ếch rồi, hai người rồi, có ai còn ý kiến nào khác không? À đây rồi, một bạn đây nữa rồi, ý kiến nào? Em thưa anh là hai tay chéo tay xong rồi nhảy. À hai tay chéo tay xong rồi nhảy. Anh thấy ý kiến của bạn nào cũng rất là hợp lý. Bây giờ anh có một ý kiến như thế này này, các bạn thích nghi có đồng ý với anh này? Các bạn thích nghi có thuộc bài một con vịt đâu? Rồi bây giờ ý kiến của anh nha, tất cả chúng ta ở dưới này sẽ hát bài một con vịt. Một con vịt, và các bạn ở trên này sẽ múa, sẽ làm theo một con vịt, các em có đồng ý không? Rồi bây giờ chúng ta nháp thử trước nha, nháp thử hát trước một lần. Rồi khi mà chúng ta nháp xong thì chúng ta sẽ hát cho các bạn này trên này đối diễn nha. Rồi chúng ta nháp nha. Một con vịt. Rồi hát thật to nào. Rồi chưa đều, chưa đều. Chúng ta hát lại một lần nữa cho thật to, thật đều này. Nghe anh nhá. Một con vịt hai ba. Một con vịt hai ba. Một con vịt hai ba. Rồi bây giờ nhá, chúc nhiệm vụ chúng ta rất là quan trọng này, các bạn nghe này. Nhiệm vụ chúng ta dưới này không chỉ hát không đâu, chúng ta sẽ xem, chúng ta sẽ quan sát nha, để xem trên này này, bạn nào ấy mà nhảy đẹp nhất thì chúng ta sẽ bình chọn và tặng quà. Đấy, các bạn thích nghi hiểu chưa? Rồi chúng ta hát xong này, chúng ta sẽ bình chọn. Rồi chúng ta sẽ chia thành hai nhóm và chúng. Rồi bên này đứng rộng ra bên này cho anh một chút nào. Bên này đứng lùi ra bên này đi cho anh một chút, để lấy không gian để chúng ta biểu diễn. Rồi hàng bên này. Rồi đứng lùi sang bên này một chút. Đẹp mặt này. Rồi hàng bên này nào, lùi xuống cho anh 3 bước nào. Hàng bên này lùi xuống 3 bước. Rồi lùi xuống chưa? Lùi xuống nào. Bây giờ đâu? Rồi bây giờ sẽ có phần âm nhạc để phụ với các em, và các em sẽ hát theo nhau. Rồi các bạn trên này, rồi tất cả các bạn bên này nào, bên trái quay. Rồi bên nào là bên trái. Rồi được chưa? Rồi mấy hàng này lùi xuống để nối vào đây. Bạn đây quay xuống lùi để nối vào hàng nào. Xem vào bạn nào nhảy đẹp thì cho chúng ta bình chọn ngay đó chưa? Rồi chúng ta sẽ đi hai vòng nhá. Hát to đây nào, xin hát to đây này, không nghe gì hết. Rồi xin mời dư. À bạn bé nhất này đúng không? Rồi bạn bé nhất này có được bỏ phiếu rồi. Bạn tiếp theo nào, mình chọn cho ai? Ai nào? Rồi bạn ơi. Em chưa chọn bạn kia. À bạn nào? Rồi bạn ấy là sao? Nào được bỏ phiếu nữa rồi. Có ai mình chọn cho ai không? Có. Rồi ai mình chọn cho anh, cho tay lên nào. Vâng, rất là nhiều người mình chọn cho ai đúng không? Và anh thấy bạn nào nhảy cũng rất là đẹp, cũng rất là hay. Và tất cả chúng ta cùng cảm ơn nhau và một chào vỗ tay đi nào. Rồi vào đây. Nói là phạt thôi nhưng anh đã có quà cho các bạn ở trên này rồi. Rồi các bạn sẽ được phần quà một cái kẹo nhá. Rồi. Rồi từ từ nào, ai cũng có phần. Lấy một cây. Không chọn. Không chọn. Lấy một cây.
Rồi giáo xứ Ba Làng có bao nhiêu giáo họ? Em hãy kể tên từng giáo họ. Rồi, câu hỏi rất là dễ đúng không? Các bạn giơ tay rất là nhanh. Rồi anh sẽ mời một bạn đứng trước nhá. Rồi xin mời em này. Rồi giáo xứ Ba Làng của mình này có bao nhiêu giáo họ? Anh là có 4 giáo họ. Rồi những giáo họ nào em kể tên cho anh nào? Trung thượng là ở dưới đây đúng không? Trung thượng ở dưới đây. Ở đâu? Đúng rồi, Trung thượng ở trên này đúng không? Rồi tiếp tục nào. Trung Mã, Nghi Xuân. Rồi bạn trả lời chính xác chưa? Chúng ta cùng cho bạn một tràng vỗ tay nào và một phần quà dành cho bạn. Rồi câu hỏi tiếp theo nè. Câu hỏi này cũng rất là dễ, bạn nào vẫn nhanh tay mới trả lời được. Rồi giáo xứ Ba Làng đang có mấy cha phục vụ? Em hãy kể tên từng cha. Giáo xứ Ba Làng có mấy cha đang phục vụ? Em hãy kể tên từng cha một nào. Rồi các bạn bây giờ sẽ là bạn nam nhá. Mùi bạn nam. Rồi để xem rồi bạn này đi. Bạn này ngồi rất là ngoan. Thế anh là có 3 cha: cha Bình, cha Công và cha Lương. Rồi bạn trả lời chính xác chưa? Vâng, rất là tuyệt vời, trí nhớ của bạn rất là tốt. Một phần quà dành cho bạn. Rồi câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này là siêu khó này. Câu hỏi này rất là khó. Câu hỏi này anh đã đi rất nhiều nước trên thế giới, nhưng mà anh hỏi là chưa có nước nào trả lời được. Mà không biết các bạn thiếu nhi Ba Làng có trả lời được không? Hả? À, rồi để trả lời câu hỏi này, anh mời tất cả các bạn thiếu nhi hướng tâm. Rồi lên nhanh này, lên nhanh để chuẩn bị nghe câu hỏi này. Câu hỏi này liên quan đến vấn đề toán học nha. Rồi trước khi trả lời câu hỏi, anh mời tất cả các bạn chúng ta giơ hai bàn tay của mình ra nào để chuẩn bị tính, không cần giơ cao, chúng ta giơ thấp thế này thôi. Rồi câu hỏi này nghe kỹ này. Em có một cái kẹo. Rồi tính thì bắt đầu tính này, dùng ngón tay của mình để tính này. Em có một cái kẹo, bố cho em thêm 3 cái kẹo. Rồi là được mấy cái rồi? Các bạn thích gì Ba Làng chắc là thông minh, được 4 cái đúng không? Rồi mẹ cho em thêm 4 cái kẹo. Rất là nhanh, không cần tính luôn. Rồi từ từ, chưa phải là câu hỏi cuối cùng. Em đi nhà thờ, cha cho em thêm 2 cái kẹo nữa. Các bạn thiếu nhi Ba Làng rất là thông minh, chưa đọc xong câu hỏi này đã tính xong rồi. Rồi câu hỏi chưa phải là câu hỏi cuối cùng nhá. Là cả em có mấy cái kẹo rồi? 10 đúng không? Rồi bây giờ chuẩn bị với là câu hỏi này, nghe cho kỹ này. Rồi em có 10 cái kẹo rồi đúng không? Rồi bạn xin em cho bạn 3 cái kẹo, hỏi em còn mấy cái kẹo. Rồi tất cả đều đã giơ tay rồi, bỏ tay xuống. Bây giờ anh sẽ đếm 1, 2, 3. Bạn nào mà giơ tay nhanh nhất thì sẽ được trả lời. Rồi bỏ tay xuống hết đi. Giờ anh sẽ đếm này. 1, 2, 3. Chưa, đang nhát thôi. Không, khi nào mà anh đếm 1, 2, 3, bạn nào mà giơ tay nhanh nhất thì mới được trả lời nhá. Rồi, nghe đếm và nghe cho kỹ này. 1, 2. Với 2 mà. Chưa 3. 2, 3. Chưa. 2, 7. Các bạn lại rất là nhanh, chưa nhá. Rồi, 3. Vâng. Rồi, chúng ta không tranh nhau trả lời nào. Các bạn này là không bao giờ được trả lời này, tranh nhau này. Rồi, anh sẽ ưu tiên xuống dưới này trước nha. Rồi, từ mấy giờ ở dưới này, vùng sâu, vùng xa, vùng đồi núi là chưa có ai. Rồi, sẽ là một câu dành cho một bạn dưới này. Đây, mặc áo thiếu nhi thanh thế. Rồi, bạn em, đáp án cuối cùng của anh là mấy? 7. Đáp án của bạn là còn 7 cái này. Đúng rồi, sai. Đúng rồi, sai. Rồi, chúng ta cùng cho bạn chẳng hết tay nào. Rồi đây là phần quà của em. Rồi tôi biết nhận quà tiếp em. Rồi anh nghĩ là không chỉ bạn vừa trả lời với đáp án đâu, mà anh biết là tất cả các em thích gì mà làm đều biết đáp án đúng không nào. Rồi bây giờ anh cùng hỏi lại với em, cùng thưa thật to đáp án nha. Em còn mấy cái kẹo? Mẹ quá, em còn mấy cái kẹo? Vâng, bây giờ có muốn nhận quà tiếp không? Rồi nghe tiếp này, câu này cực chỉ lấy quà luôn. Rồi, rất là tình cờ và bất ngờ, hôm nay cũng có một thầy quê hương về đây để dự với chúng ta. Và bất ngờ hơn và tình cờ hơn ấy, là tin của thầy ấy cũng chính là đáp án của câu hỏi trước. Hỏi tin thầy là gì?
À, rất là dễ, bạn nào mà suy luận một tí là được. Rồi, tên đây là gì? Đây, cho một bạn nữ đi. À, bạn nữ rồi, bây giờ sẽ là bạn nam nhá. Rồi, xin mời bạn này. Em chào anh là Bảy. Rồi, thầy là thầy tên gì? Bảy. Đúng chưa? Rồi, một câu trả lời để cho quà các em, đúng không? Rồi, chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng thầy Bảy nào. Xin mời thầy Bảy bây giờ sẽ lên sân khấu để giao lưu cùng với các em thiếu nhi đến từ giáo sư Ba Làng ạ. Rồi, chú có mệt chưa? Chưa, mệt chưa? Thầy đừng. Mệt chưa? Chưa, mệt chưa? À rồi, bây giờ chú có muốn xin hỏi một chút không? Có đúng không? Rồi. Bây giờ thầy sẽ làm cứ điều đúng không? Chúng con sẽ làm theo nhá. Chúng con phải làm rất nhiệt tình cho thầy, thấy chưa? Nếu mà chúng con không làm nhiệt tình thì thầy sẽ bắt làm lại nhá. Tất cả mọi người chúng con sẽ theo thầy nhá. Ok, xin mời nhà. Bây giờ chúng ta chỉ có một tí nữa nha. Chúng ta xếp vào hàng, tất cả ngồi xuống. Những ai đã đứng sẽ không phát quà. Những ai ngồi lệch hàng không phát quà. Đấy, tất cả chúng ta im lặng. Anh chị giáo lý viên và các thầy sẽ đi đến từng hàng một và phát cho tất cả các bạn. Tất cả các bạn sẽ đều có quà đúng không? Đấy, nên là chúng ta im lặng. Và khi anh chị giáo lý viên và các thầy phát ấy, mà những ai mà đứng lên mà tranh quà sẽ không được phát. Tất cả thiếu nhi có đồng ý không? Rồi bây giờ chúng ta cùng im lặng nha. Và xin các anh chị giáo viên chúng ta giúp các em ngồi im tại chỗ. Rồi các bạn để chuẩn bị nhận quà thì các bạn được một nhận quà, món quà tinh thần nữa, một món quà tinh thần rất đặc sắc của anh chị giáo lý viên sẽ gửi đến các bạn trước khi các bạn được nhận quà để chúng ta bạn ra về. Bây giờ mời các chị giáo lý viên sẽ gửi đến các bậc phụ huynh. Chỉ đâu em, ngày đã lớn hơn rồi.
Rồi, Thần Mỹ Nhân qua được chưa? Thật là tuyệt vời. Hôm nay với một tâm hồn và một sức sống của tuổi trẻ, một tâm hồn đơn sơ của các em thiếu nhi đã thể hiện được cái ngày quốc tế thiếu nhi hôm nay. Cho nên cầu chúc các bạn luôn giữ được tâm hồn đơn sơ, trong trắng như thế, các bạn luôn vui vẻ, yêu đời như thế, các bạn luôn ngoan như thế, để Chúa và tất cả mọi người yêu thương các bạn, được không? Rồi, tuyệt vời, xin cảm ơn. Cảm ơn các thầy, cảm ơn anh Linh cũng như các anh chị giáo lý viên đã tổ chức một đêm văn nghệ mừng quốc tế thiếu nhi của các em hôm nay. Cảm ơn các bậc phụ huynh đã ủng hộ các em. Vâng, bây giờ đến phần quan trọng và phần các em đang yêu thích, đang chờ đợi, đó là phần phát quà. Chính vì thế xin mời các em từ từ, các anh chị giáo lý viên từ từ phát. Bây giờ bạn nào, mấy nhóm bạn nam đây đang còn lôn con ở bên đây. Từ từ đã. Chủ nghĩa ở trong đó các bạn ăn để nhớ cầu nguyện cho giáo xứ của chúng ta, cho những người ủng hộ. Và các bạn từ đã bóc phần quà. Các bạn cứ ngồi yên, các anh chị đi phát, lúc nào mà giải tán thì các anh chị về. Nha, các bạn về. Các bạn ngồi yên tại chỗ. Khi các em nhận được quà, chúng ta vẫn ngồi im tại chỗ nha. Chúng ta không có đứng lên, chúng ta không chạy về. Khi nào mà cha ra hiệu lệnh là tất cả giải tán thì mới về, nhớ chưa? Chúng ta chỉ ngồi im tại chỗ nhận quà. Xin các mẹ chúng ta cũng đứng im tại chỗ. Chúng ta không di chuyển. Chúng ta ôm con thì chưa đứng im tại chỗ. Sẽ các anh chị giáo viên sẽ đến phát cho con em chúng ta. Các bạn có muốn cầm quà nhảy một bài nữa vậy không? Rồi, từ từ, cứ ngồi yên tại chỗ. Các em không chạy nhá. Xin các anh chị giáo viên lưu ý là em nào đứng lên là không phát quà. Vì là các em cứ ngồi yên tại chỗ và các anh chị giáo viên sẽ đến từng nơi phát quà cho các em. Xin phát quà những người hiện diện ở đây mà thôi. Thầy sẽ đến phát cho chúng ta. Chúng ta cũng không nên di chuyển vì nó làm lộn xộn. Rồi các bạn ngồi xuống nào, không có đứng lên. Ngồi xuống để cha xem bạn nào chưa có quà. Ngồi xuống. Tại vì tất cả chúng ta đều có quà. Tuy nó nhỏ thôi nhưng mà tinh thần, vật chất tuy nhỏ nhưng mà tấm lòng và tinh thần của mọi người dành cho các bạn để lấy sự quan tâm của quý cha. Lục